Ngày hôm nay có gì hot? Đó chắc chắn là câu hỏi của khán giả Hello Thai Studio mỗi sáng thức dậy đúng không nào? Vậy thì bây giờ hãy cùng Nhịp Đập Showbiz điểm qua một ngày biến động trong showbiz nhé. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ tụi mình nha. Hồ Quang Hiếu chuẩn bị đón con đầu lòng với vợ kém 17 tuổi, cao 1m8, hạnh phúc trong biệt thự 23 tỷ đồng. Mới đây, Hồ Quang Hiếu thông báo bà xã Tuệ Nhi đã mang thai con đầu lòng. Cặp đôi hạnh phúc khoe ảnh chụp siêu âm em bé trong bụng. Kèm theo đó, nam ca sĩ chia sẻ, chào mừng con đến với ba mẹ, thương con. Như vậy, sau hơn một năm về chung nhà, vợ chồng Hồ Quang Hiếu chuẩn bị đón thành viên mới. Trước đó, cặp đôi mong ngóng có con để vui nhà vui cửa. Tuệ Như nói đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để trở thành mẹ bỉm sữa. Cô và chồng cùng tham khảo ý kiến chuyên gia về cách chăm sóc, dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh. Dù vậy, cả hai không tạo áp lực với nhau về vấn đề này mà mọi thứ thuận tự nhiên. Tôi nghĩ con cái cũng phụ thuộc vào cái duyên. Nếu có con sớm thì càng tốt. Cả hai rất vui và đón nhận, nam ca sĩ bày tỏ. Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn vào tháng 5 năm 2023 đến tháng 8 năm 2023. Cặp đôi tổ chức lễ đính hôn tại quê nhà cô dâu ở Cà Mau. Cả hai xác nhận về chung một nhà, lên kế hoạch có con trước mới làm đám cưới sau. Thời gian qua, Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như thoải mái cập nhật cuộc sống vợ chồng son, chênh lệch nhau 17 tuổi. Nam ca sĩ cho biết anh và vợ có nhiều niềm vui, hòa hợp và hầu như không hề xảy ra cãi vã. Sau khi kết hôn, Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như sống trong căn biệt thự 23 tỷ tại thành phố Hồ Chí Minh. Cơ ngơi khang trang cũng nhiều lần được cặp đôi cho lên sóng trong các video hài hước của mình trên mạng xã hội. Biệt thự của giọng ca không cảm xúc bao gồm một trệt 3 lầu rộng hơn 300m2 nằm tại Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Cơ ngơi khang trang được thiết kế theo phong cách hiện đại và xen kẽ là không gian cây xanh mát mẻ. Tông màu chủ đạo của biệt thự là xám nâu trắng và không gian được thiết kế mở thông thoáng. Hé lộ đời thường của hai vợ chồng, Tuệ Nhi bóc phốt ông xã, anh Hiếu nấu ăn rất dở, thường dọn sạch tủ lạnh để làm những món khó hiểu. Em thỉnh thoảng nấu ăn, nhưng anh Hiếu có tật rất hay, em cũng không biết hình dung như nào nữa. Những đồ ăn trong tủ lạnh, thường em sẽ mua đồ ăn để khi nào mình cần là có luôn, còn anh Hiếu thì thích tủ lạnh trống. Bên cạnh đó, bà xã Hồ Quang Hiếu còn tiết lộ ông xã có bề ngoài mạnh mẽ, nam tính nhưng ở nhà lại quá điệu. Anh thường dành nhiều thời gian dưỡng da trước khi ngủ, trong khi cô hơi có tính đàn ông. Tuệ Nhi còn hài hước nói chồng có dáng nằm như nàng tiên cá. Tận hưởng cuộc sống vợ chồng son, Hồ Quang Hiếu và bà xã kém 17 tuổi dành nhiều thời gian ở nhà nấu ăn, tập thể dục, xem phim, thi thoảng cặp đôi đi du lịch cùng nhau ở các tỉnh trong nước. Gửi bộ ảnh post line đôi cứng đến Miss Universe và đây là thứ hạng của kỳ duyên. Sức nóng của cuộc thi Miss Universe năm 2024 đang khiến fan sắc đẹp đứng ngồi không yên. Hiện tại, nhiều người đẹp đại diện cho các nước đã lên đường đến Mexico, bắt đầu cho hành trình chinh phục chiếc vương miện của cuộc thi nhan sắc khốc liệt bậc nhất hành tinh. Dù cuộc thi chưa chính thức diễn ra, nhưng nhiều diễn đàn sắc đẹp nổi tiếng thế giới đã có những đánh giá sơ bộ về dàn thí sinh năm nay. Như thời lệ, Shafater chuyên trang sắc đẹp nổi tiếng đã tung bảng xếp hạng trước thềm cuộc thi bước vào ngày thi đầu tiên. Shafater tổng hợp các hình ảnh về thông tin profile của các thí sinh trên trang chủ Miss Universe để đưa ra đánh giá sơ bộ. Trong bảng xếp hạng này, Shafater nhìn nhận đại diện Thái Lan là ứng cử viên tiềm năng đăng quang, nhưng đối thủ có thể cạnh tranh với Miss Universe Thái Lan là những nàng hậu đến từ Venezuela, Cộng hòa Dominica, Peru, Puerto Rico. Có thể thấy, top 5 đều là những cô gái mang trên mình giải Shark mạnh mẽ, có nhiều năm in top ở Miss Universe. Gây chú ý, Hoa hậu Kỳ Duyên cũng có mặt trong danh sách này và vị trí đại diện Việt Nam là thứ 19. Với cuộc thi quy tụ toàn ngựa chiến thì việc Kỳ Duyên góp mặt trong danh sách dự đoán top 20 của truyền thông quốc tế cũng là tín hiệu đáng mừng với fan sắc đẹp Việt. Trước đó, để khởi động cho hành trình Miss Universe, Kỳ Duyên đã gửi bộ ảnh profile và lập tức nhận về nhiều ý kiến tranh luận từ fan sắc đẹp. Kỳ Duyên chọn bộ đầm được đính kết tỉ mỉ, khoe sâu vòng 1, qua đó trưng trổ sắc vóc gợi cảm. Tuy nhiên, về thần thái, cô vẫn chưa chinh phục được fan sắc đẹp. Xem bộ ảnh profile của Miss Universe năm 2024, nhiều người cho rằng cô biểu cảm một màu, ánh mắt thiếu nội lực cũng như sự thu hút, đồng thời khá nhạt so với hồ sơ của các thí sinh khác. Nhiều người cho rằng bức ảnh ra mắt này cũng có vai trò quan trọng giúp đại diện Việt Nam tạo ấn tượng với ban giám khảo cũng như khán giả quốc tế. Nhưng ảnh của Kỳ Duyên lại chưa thật sự xuất sắc.
Tại sự kiện Chain Off, Kỳ Duyên cũng đã lên tiếng về bộ ảnh profile của mình. Trước khi đến với cuộc thi nào, tôi đều tìm hiểu rất rõ tiêu chí của cuộc thi đó là gì. Đối với Miss River, họ mong muốn tìm kiếm một cô gái hiểu rõ chính mình và tự tin về những điều cô ấy có. Sau hành trình 10 năm để đạt được thành tựu như ngày hôm nay, tôi nghĩ 90% đến từ niềm tin vào bản thân. Tôi không thể để mình bị cuốn theo bất cứ lời bình luận nào hay bị ảnh hưởng bởi ý kiến của một người nào hết. Vì nếu cứ để bản thân tập trung vào những điều đó, thì vô hình chung mình sẽ không còn là mình nữa. Mình sẽ tự biến thành hình mẫu mà mọi người đặt ra. Tính đến thời điểm hiện tại, tôi vẫn rất hài lòng với ekip của mình. Và quan trọng là tôi vẫn thấy mình xinh. Kay Trần bật mí kế hoạch ra album, đóng phim sau Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Buổi fan meeting đầu tiên của Kay Trần mang tên Call Me Kay. Có sự tham gia của nhiều khách mời là những người anh em thân thiết của nam ca sĩ như Jun Phạm, Cường Seven, Quốc Thiên, gia đình đạo diễn Kiên Ứng, rapper Blacka, MC Khánh Vy. Chương trình được dẫn dắt bởi Duy Khánh, nam diễn viên kiêm ca sĩ này cũng là người bạn thân thiết của Kay Trần sau chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Sau sự kiện, các anh trai đã tham gia biểu diễn và chơi game cùng chính chủ Kay Trần, đem đến những khoảnh khắc vui tươi. Đáng chú ý, Kiên Ứng và Cường Seven cùng Kay Trần còn tái hiện lại tiết mục Nước Hoa, một trong những bài hát nổi tiếng nhất của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Nhóm nam thần rực lửa tuy vắng mặt showbiz Hoàng Sơn nhưng lại có sự xuất hiện của con gái Kiên Ứng. Theo Cường Seven, nam thần rực lửa đang có kế hoạch tái hợp với dự án mới trong thời gian tới. Bên cạnh đó, trong sự kiện Call Me Kay lần này, cỗ máy nhảy Kay Trần đã mang đến nhiều tiết mục âm nhạc đặc sắc, đồng thời anh chia sẻ nhiều về những hoạt động nghệ thuật sắp tới. Trong đó có thực hiện Extend Play, đĩa mở rộng với khoảng 10 bài hát và làm 3-4 MV, cùng với kế hoạch tổ chức một mini show hội tụ 32 anh trai. Kay Trần cũng úp mở tham gia một bộ phim nhưng chưa công bố chi tiết thêm về dự án này. Một trong những điều đặc biệt nhất trong sự kiện này là sự hiện diện của ba mẹ Kay Trần. Tuy nhiên, anh hài hước tiết lộ đã block ba mẹ trên mạng xã hội từ lâu, đã không làm phiền phụ huynh khi quyết định bước chân vào con đường nghệ thuật. Nhưng nam ca sĩ luôn cảm nhận, thấu hiểu sự ủng hộ và yêu thương vô bờ bến từ gia đình. Kay Trần cũng cho biết sau buổi fan meeting anh sẽ mở khóa cho ba mẹ. Sau đêm concert chung kết của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Kay Trần bận rộn với lịch trình dày đặc. Tuy nhiên, anh mong muốn dành ra một ngày để tổ chức buổi gặp gỡ cùng người hâm mộ vì chính họ là động lực giúp anh vươn xa hơn trong sự nghiệp. Trước đó, tại chung kết Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Kay Trần đã xuất sắc xếp hạng 2 về điểm hòa lực cá nhân trong gia tộc Anh Tài Toàn Năng. Đồng thời, anh cũng giành được giải Anh Tài có điều nhảy sexy nhất qua bầu chọn từ khán giả, khẳng định tài năng và sự cuốn hút của mình trên sân khấu. Ca sĩ Chovia tái xuất lạ lẫm, thừa nhận phẫu thuật thẩm mỹ. Chiều 25 tháng 10, ca sĩ Chovia bất ngờ trở lại đường đua nhạc Việt cùng MV Nhắm Mắt Con Tim Vương Sầu. Đây cũng là dự án đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp âm nhạc của cô sau khi rời công ty quản lý cũ. Thay vì chọn dòng nhạc pop sở trường, Chovia lại chọn bài hát ballad ở lần tái xuất này. Trong buổi gặp gỡ người hâm mộ, Chovia còn dành lời cảm ơn đến fan vì luôn ủng hộ, sát cánh bên cô trong hành trình vừa qua. Chovia chia sẻ, nếu không có tình yêu của các fan dành cho mình, tôi cũng không có nhiều năng lượng tích cực để bắt đầu một chặng đường sự nghiệp mới. Tôi trân quý tất cả tình cảm này của khán giả nói chung và người hâm mộ nói riêng. Tôi phải nỗ lực hơn 100 lần để đáp lại tình cảm của mọi người. Bên cạnh đó, Chovia còn tâm sự khi quyết định làm lại từ con số 0, cô có nhiều lo lắng và sợ rằng mình sẽ thiếu sót nhiều thứ. Nhưng nhờ sự giúp đỡ hỗ trợ từ mọi người, nữ ca sĩ 24 tuổi không cảm thấy đơn độc trên hành trình này. Chovia không chỉ thay đổi về gu âm nhạc mà nữ ca sĩ sinh năm 2000 còn thẳng thắn cho biết mình đã phẫu thuật thẩm mỹ để cảm thấy tự tin khi đứng trước công chúng. Khi nhận câu hỏi xoay quanh về công ty quản lý cũ, đại diện của Chovia cho biết đến hiện tại Chovia đã hoạt động độc lập và hoàn tất các thủ tục đơn phương chấm dứt hợp đồng với công ty cũ. Sau đó giọng ca là do em xui thôi, có thể nhận show đi diễn và ra mắt các sản phẩm nghệ thuật theo đúng trình tự pháp lý. Nếu có phát sinh các vấn đề liên quan thì đại diện Chovia sẽ thông báo với truyền thông. Hiện tại ekip của giọng ca Gen Z muốn tập trung phát triển định hướng lại hình ảnh âm nhạc cho Chovia và không đề cập đến ồn ào đã qua. Ca sĩ Chovia tên thật là Phạm Thị Đan Trang, sinh năm 2000. Là con của cố nghệ sĩ Kim Loan, cô từng giành giải quán quân ca sĩ thần tượng 2018. Ngoài ra, Chovia được biết đến nhờ các ca khúc là Do Em Xui Thôi, Nhớ Người Hát Nhớ Người Ta. Đầu năm 2024, cô và công ty cũ đấu tố qua lại khiến cộng đồng mạng dậy sóng.
Nhưng bản tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Rất cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại.